Em chào cả nhà, hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu với cả nhà bốn con máy ship phu lông Makita sử dụng đầu 1 in ha, là 25.4 mm. Rồi bây giờ em sẽ xoay một vòng cho cả nhà xem hình trạng của bốn con máy này. Dạ rồi, em xin đọc thông số của con máy ship phu lông Makita ha. Thì những con này nó có thông số như nhau ha. Thì con máy ship phu lông Makita nó có model là TW1000, sử dụng đầu là 1 in 25.4 mm, điện kim là 230-240 V, công suất là 1200W, có vòng tua là 1400 RPM, có độ rộng búa là 1500 mm, và tổng cân nặng của một con này á, nó là 8,6 kg, nếu luôn dây điện á, nó sẽ là 9 kg hơn chút xíu nha. Và trong đây nó có hai con như nhau và các em số với nhau ha. Rồi hai con này là hai con có cái em nó hơi nhiễm hơn chút xíu. Thì hai con này nó là công suất là 1300W, thì nó hơn mấy con này chứ là 100W nha, hơn hai con này 100W, con này cũng là 1300W. Vòng tua là 1400, rồi độ rộng búa là 1500 ha. Đều là máy sử dụng 1 in. Thì những con 1 in như thế này cả nhà có thể mở ốc là 40 máy đều được hết ha. 40 máy có cái thùng máy kỳ đợt trước em bán nó thấy có đầu khẩu là 51 rồi đó. Đó là xe tải nè, rồi những cái con máy mà dùng để cắt rau củ hay là cái gì đó dùng hay là máy giặt đó, giờ sử dụng con ốc 30 máy á đều mở được ha. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện và ép từng máy cho cả nhà xong rồi em báo giá trực tiếp luôn ạ. Về đường một cái là về là bốn con này đều có ai cầm hết ha. Đó, đều có ai cầm. Con thứ hai. Đảo chiều. Con thứ ba. Đảo chiều. Đây là con thứ tư. Đảo chiều. Dạ rồi.
thì một con máy ship bu lông đầu 1 inch mở ốc là 30 mấy 40 mấy đều ok hết nha. Một con máy nặng là 8,6 kg ha, luôn dây điện là hơn 9 kg chút xíu. Thì một con máy này em vẫn bán cho cả nhà với giá là 6.500.000 đồng cộng với phí vận chuyển. Ai có sử dụng đến một con máy như thế nào thì liên hệ em ạ. Em cảm ơn cả nhà đã xem qua video.